Dưới đây là một số lời khuyên hữu ích cho nhím, Ken. Một, học tập và khám phá. Luôn cố gắng học hỏi và tìm hiểu điều mới. Học không chỉ qua sách vở, mà còn từ cuộc sống xung quanh. Đừng sợ mắc sai lầm, vì đó là cách để học hỏi và trưởng thành. 2. Chăm sóc sức khỏe. Ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và ngủ đủ giấc. Hạn chế sử dụng điện thoại và thiết bị công nghệ vào buổi tối để tránh ảnh hưởng giấc ngủ. 3 xây dựng tính cách trung thực trách nhiệm và luôn giữ lời hứa học cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác